podcast Đài Hà Nội, Lưu Hương Blog Chiều. Phát hành mỗi ngày lúc 18h15 phút trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hương Blog Chiều. Bạn thân mến, mùa đông khi tiết trời lạnh tê tái thì tách trà cũng giống như một bếp sưởi nhỏ. Hai bàn tay in hằn vết dấu thời gian, ôm lấy chén trà bé tẹo để chút ấm áp lan tỏa vào bàn tay. Chiều nay, Hương mời bạn cùng Hương tìm chút thư thái, thưởng trà với Thu Thủy, một thính giả từ phương Nam. Thú tản trà giờ không dành riêng cho các cụ hay cánh nam nhi nữa. Phụ nữ cũng có nhu cầu tận hưởng những hương vị đắng chát, nồng nàn hay dịu dàng qua chén nước nhỏ bé. Phụ nữ cũng dành thời gian tụng năm tụng ba, ngồi ngắm mây trời bảng lảng qua thành phố. Tiếng còi xe rền rĩ chẳng làm mùa đông ấm hơn. Nó làm cho cái nhíu mày thêm sâu, để hằn thêm một nét suy tư dọc đầu lông mày do thói quen và tuổi tác. Chiếc áo khoác mỏng vừa đủ cản tiết trời hơi lành lạnh, lại muốn minh chứng thứ thời trang không chạy theo xu hướng mà yêu nét hoài cổ xa xăm của chủ nhân. Bài hát xưa lạc lõng với mùa, anh ở trong này chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ, còn văng vẳng. Nhưng tâm hồn người thì lạnh, mang cả mùa đông xứ Bắc để phương Nam dùng rằng nỗi nhớ mùa lạnh se sắt. Chén trà mạn nóng mà người Nam gọi là trà Bắc, ủ cả tình cảm vào trong bình trà. Trà ô long, trà tân cương, trà đen, trà sen, trà nhài, trà hoa cúc. Vô số loại trà được người trồng chè và người chế biến mang hết tâm huyết dành cho người thưởng thức. Nghệ thuật châm trà chẳng cầu kỳ như trà đạo của Nhật Bản, để đưa việc thưởng trà thành thứ văn hóa đậm chất tôn giáo, hòa kính thanh tịnh, nhưng cũng đủ để người thưởng trà không thể vội vã, không thể hấp tấp phán xét chuyện đời, chuyện người một cách bâng quơ. Người đưa tôi đến thú uống trà là một người bạn thời thơ ấu. Nó cụ non từ lúc còn cắp sách tới trường. Cho nên đến bây giờ, chưa là cụ già, nó vẫn là cuốn từ điển sống và điểm cân bằng cho lũ bạn đầu không tới trời, chân chưa đạp đất như chúng tôi. Trong lúc tôi ngờ nghệch để nước sôi già đưa cho nó, thì nó lại từ tốn dùng nước đó tráng lại các dụng cụ pha trà một cách tỉ mẩn và đi nấu một ấm nước khác để hãm. Ấm trà được lau khô, gói trà mở ra, đổ vào lòng bàn tay để đong một lượng vừa đủ, đổ vào ấm, rồi dùng nước sôi non tráng qua một lượt trà trong bình, đổ vào một cái chén. Lần thứ hai, nước sôi đã già, nhấc ra để 3 phút mới châm vào bình trà để hãm. Nước trà đầu tiên được rót đều vào các chén trên bàn trà, đủ với số lượng người thưởng thức. Kiểu rót cũng rất đều, như chia hương vị cho từng người, một chút một, từ chén này đến chén khác, đến 3-4 vòng mới đủ lượng nước trà trong chén. Mỗi người nhận lấy phần trà của mình, ủ trong tay, để tự cảm nhận hương trà. Phần nước trong chén lúc thì xanh như lá chè non, lúc lại nhàn nhạt như nắng chiều, nhưng không hề vẩn đục một xác trà nào. Vị trà, hương trà, tùy vào bàn tay người hãm, để ra những cung bậc mùi vị khác nhau. Phần nữa là tâm trạng người thưởng trà. Tuy ngồi cùng bàn, nhưng đâu đã giống nhau. Người thì nhớ quê man mác, người còn dư âm nỗi lòng cha mẹ héo hon, người lại ngổn ngang chuyện gia đình. Hơi nóng chén trà
như làm tan ra một chút nỗi niềm. Chợt nhớ một chiều đông xưa, ngồi thưởng trà cùng với người bạn trên tầng 2 ngôi nhà cổ bên phủ Tây Hồ. Hôm đó chủ nhà hãm ấm trà sen do gia đình tự chế để dành cho khách quý, cùng với mấy thanh kẹo lạc mua ở cổng phủ. Loại kẹo phổ thông mà các sạp hàng hóa thường bán cho người đi lễ lâu năm, thường bày mâm lễ bằng tấm lòng thịnh tình, lễ vật đơn sơ, có hương thơm của trà, có ngọt ngào của kẹo lạc. Câu chuyện bên tách trà sen cũng thơm như chén trà của những người tri âm tri kỷ, hữu duyên từ Bắc Trung Nam hội tụ. Hương vị trà sen thoát tục, ấm áp tình bằng hữu, nên không để ý đến tiết đông chí, hoàng hôn sầm sập đóng cửa cuộc vui từ lúc nào, mãi mới lưu luyến chia tay. Chị vẫn hay hỏi, em có uống trà không, để chị gửi vào. Trà chị gửi là loại trà nõn tôm có vị chát nhẹ và vị ngọt sâu lắng. Pha ấm trà Thái, lại thấy bóng chị tất tả tìm trà gói ghém gửi cho bạn bè, ngọt thơm như tấm lòng của chị. Giờ ngồi uống trà với bạn, để thấy mùa đông không lạnh, thấy biết đủ, để khỏi sân si, biết buông bỏ, để khỏi kéo dài nỗi đau tự cứa lòng mình. Vẫn còn vị đắng chát đầu lưỡi, nhưng khi trôi vào vòm họng, vị ngọt của trà lan tỏa. Thứ ngọt của trà phải sâu, phải tĩnh mới nhận ra. Như cuộc sống, nếu cứ gấp gáp thì đâu thấy lắng đọng những tình cảm rất đời thường, luôn quấn quýt. Để một ngày nhận ra, muộn màng níu kéo bằng thứ tình đã được ủ men thời gian trải nghiệm. Trà đã được châm mấy tuần, rồi được thay ấm trà mới, mà cuộc hàn huyên vẫn còn tiếp diễn. Chén nghĩa tình chẳng hề cạn, dù còn khuyết sót những điều đã qua. Chén trà Bắc giữa mùa đông phương Nam, sao mà lắm vị. Nhưng nổi nhất vẫn là vị chát ngọt yêu thương của bạn bè. Nhấp ngụm trà Bắc, bình thản đón những ngọn gió lạc mùa vào phương Nam. Bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Thu Thủy, một thính giả từ phương Nam gửi về cho chương trình. Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho Lưu Hương Blog Chiều. Trước khi nói lời chào tạm biệt, để Hương hát bạn nghe một ca khúc, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc Bến Xuân. Dọc suối nơi ven đèo
giấc cùng ngập ngừng. Mắt em như dáng thuyền soi nước. Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng. Ngoài bên xuân nếu còn trên lớp sóng xa, ai tha hương nghe diêu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều, bên nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu. Từng đôi chim trong nắng lệ mùa rơi lá chan hoa, chim reo thương nhớ, chim ngân xa hồn mùa ngây ngất về đâu. Người đi theo mưa gió lần bước phiêu du về chốn cũ, tới đây mây núi đồi chập trùng, liễu dương tơ tóc vàng trong nắng, gọi áo trên lớp sóng xa, ai tha hương nghe diêu xít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Sương mênh mông che kín lớp non xanh, ôi cánh buồm nếu còn trên lớp sóng xa, ai tha hương nghe diêu xít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hường hát ca khúc Bến Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có nhiều niềm vui
và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.